Rồi, chào tất cả mọi người đến với video của mình nhé. Hiện tại em đang có một bộ cảm hồng gọi là siêu VIP luôn anh em nhé. Bộ này là hàng bìa siêu khủng luôn. Mặc vừa là vân veo nói chung rất là đẹp luôn. Tại vì là hiện tại em quay là do ánh sáng nó rọi rọi vào nên là nó nhìn nó không được đẹp anh em nhé. À này, đấy, nó cho chói giữa đấy. Cho còn bộ này nếu mà anh em nhìn ở ngoài thì rất là đẹp luôn. Hiện tại thì bộ này nó đang là phe tự nhiên anh em nhé. Một đầu nó rộng 2m74 và một đầu là nó rộng 2m59, dày là 39 phân, dài là 30-61 nữa. Hàng này đặc biệt cái không phải hàng dày là hàng tim đâu anh em nhé. Bộ này là hàng chuẩn bìa cho anh em luôn. Anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của em là 0333388719. Em sẽ gọi video trực tiếp cho anh em hoặc là gửi hình ảnh mọc cho anh em luôn. Bộ này là mới lót thôi, em chưa làm mà hoàn thiện đâu. Bộ này là mới lót thôi. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Nếu mà bộ này trúc vuông là được 2m4, dày 39 mà dài là 36-1 anh em nhé. Đấy, cẩm hồng vân vèo rất là đẹp luôn. Nói chung thì em có hình mọc cho anh em đầy đủ luôn. Anh em mà cứ kết bạn Zalo đi thì em sẽ gửi tất cả hình mọc cho anh em nhé. Hoặc là gọi video trực tiếp cho anh em luôn. Thì nói chung hàng em bán ấy, là em báo lỗi cho anh em. Nói chung là cứ tới nhận hàng em báo lỗi thế nào thì anh em kiểm tra như thế đấy. Nếu mà có lỗi hơn thì anh em trả hàng em là điều bình thường, thì em đều chấp nhận. Tại vì là hàng em báo sai em sẽ nhận. Tại vì là hàng nói chung thì em bán là thật lòng với anh em hết. Và hiện tại bộ này em đang bán với giá là 520 triệu làm bao ship nhé. Hàng không bao giờ có tấm thứ hai nhé. Nếu mà tấm này gọi là cực kỳ khủng luôn rồi, hàng chuẩn bìa luôn.